Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam với Trần Thị Ngọc Trinh là người mẫu, diễn viên sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, và bị can Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, ngụ quận 7, về tội gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo trên diễn ra vào ngày 2 tháng 2, 2024. Trong đó, bị cáo Ngọc Trinh bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng, theo điểm A khoảng 2, điều 318 Bộ Luật Hình Sự, phạm tội có tổ chức với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù. Quá trình điều tra, bị can Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn, thành thật khai báo. Tuy nhiên, bị can cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Trước đó, ngày 19 tháng 10, 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng và Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trinh và Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngọc Trinh khai là không có bằng lái mô tô nhưng vẫn cùng với thầy giáo Đông điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm, quay lại các clip đăng lên mạng xã hội nhằm câu like. Đầu tháng 9/2023, Đông cùng Ngọc Trinh tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để biểu diễn. Cả hai kéo theo một số trợ thủ để quay clip khi Ngọc Trinh biểu diễn trên xe mô tô với các động tác phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để xe tự chạy. Ngày 6 tháng 10, cả hai tiếp tục tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô với các động tác nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Hai lần trên, Ngọc Trinh đều cho một số trợ lý đi cùng để hỗ trợ việc quay, chụp ảnh rồi được xử lý và đăng tải lên mạng xã hội. Các video này sau đó đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Riêng Đông khai nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 59A3-11588 là giả. Đông thừa nhận biết giả nhưng vẫn cố ý mua xe về sử dụng vì thấy rẻ và thích. Theo cáo trạng, hành vi gây rối trật tự công cộng của bị cáo Ngọc Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức của bị can Đông đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước. Do vậy, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Sơn là những người làm thuê cho Trinh và Đông. Trong nhận thức chủ quan của những người này, chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không phải hành vi gây rối trật tự công cộng. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng là có cơ sở. Hiện cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu, phương tiện bay flycam của Khánh đến Công an thành phố Thủ Đức để xem xét xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, thường được biết đến với danh hiệu Nữ Hoàng Nội Y, đã bị cơ quan công an bắt tạm giam 3 tháng. Ngọc Trinh bị bắt vì ngày 6 tháng 10, dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng đã chạy xe BMW dung tích xi lanh 999cm khối, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, với các tư thế nguy hiểm, phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Trước đó, Ngọc Trinh cũng đã cùng thầy dạy lái xe mô tô điều khiển mô tô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông ở khu đô thị Thủ Thiêm. Với các động tác đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để xe tự chạy. Các hành vi này đều được ghi hình sau đó biên tập và đăng tải trên mạng xã hội như tài khoản TikTok Ngọc Trinh có 6,8 triệu lượt người theo dõi, tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh có hơn 3 triệu người theo dõi. Ghi nhận thông tin từ báo tin tức, ngay sau khi thông tin Ngọc Trinh bị tạm giam được công bố trên mạng xã hội, xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Những ý kiến ủng hộ quyết định bắt tạm giam nữ diễn viên này cho rằng, hành vi của Ngọc Trinh có thể bị truy cứu trách nhiệm bởi các quy định về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Bộ Luật Hình Sự, khi cô điều khiển xe phân khối lớn trong khi bản thân chưa có bằng lái, ở đường giao thông lại buông hai tay và đăng clip lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm cho rằng hành vi biểu diễn này xảy ra tại đường nội bộ của các khu đô thị với mật độ giao thông không cao, lại có ekip dàn dựng đi kèm nên chỉ là biểu diễn. Do vậy, hành vi này chỉ nên bị xem xét ở mức độ dân sự và chỉ cần phạt hành chính với nữ diễn viên này mà thôi. Việc bắt giam không cho cô tại ngoại là nghiêm khắc.
Vụ việc vẫn còn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Đặc biệt, bị bắt cùng với Ngọc Trinh còn có thầy dạy lái xe cho cô với hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Nhiều ý kiến dự đoán, cùng với những bộ giấy tờ xe giả mạo được phát hiện qua vụ việc này, rất có thể một vụ án khác sẽ được mở ra. Trong lúc cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết cũng như dư luận tiếp tục tranh luận về mức độ và hình thức xử phạt đối với nữ hoàng nội y, thì có một thực tế không thể phủ nhận, Ngọc Trinh đã phạm vào nỗi lo lắng chung hiện nay. Đó là nỗi lo của rất nhiều bậc phụ huynh trước việc con em mình đang hàng ngày hàng giờ tiếp nhận những thông tin xấu, có ảnh hưởng không tốt trên mạng xã hội. Thông qua việc đăng tải các clip biểu diễn xe phân khối lớn bất chấp nguy hiểm và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, Ngọc Trinh đã cổ suý cho những hành vi lệch chuẩn, có thể dẫn tới những hành động mạo hiểm dễ gây thương tích với người khác. Trước các clip lái xe mạo hiểm này của Ngọc Trinh, trên mạng xã hội đã từng có nhiều cá nhân với tài khoản ảo thu hút hàng triệu lượt người quan tâm, có những hành vi như dàn hàng ngang chụp hình trên đường cao tốc, đốt xe, nói tục chửi thề. Thậm chí có các KOL, người có ảnh hưởng xã hội, nghễu nghệnh nuôi trên đường, bất chấp thuần phong mỹ tục, có những nữ Facebooker ăn mặc hở hang, suốt ngày uốn éo phô bày cơ thể, hoặc các tội phạm lừa tiền ngang nhiên khoe khoang cả khi bị cơ quan công an triệu tập. Các hành vi này, vô tình hay cố ý, đã cổ suý cho lối sống lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tới nhận thức của thanh thiếu niên, những đối tượng chưa có khả năng phân biệt đúng sai và rất dễ thực hành theo. Điều đáng lo ngại là một số thế hệ trẻ sau này sẽ đua nhau làm theo những người nổi tiếng, tiếp tục nhân lên những hành động vô giá trị, những trò đùa thiếu văn hóa, những hành vi lối sống, cách nhìn vô cảm, nguy hiểm. Liên quan đến vụ bắt người mẫu Ngọc Trinh, tội gây rối trật tự công cộng, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết về hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, là người mẫu và diễn viên, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, và Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, ngụ quận 7, là thầy dạy của Ngọc Trinh biểu diễn. Tại cơ quan công an, riêng Đông khai nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59A3-11588 là giả. Đông thừa nhận biết giả nhưng vẫn cố ý mua xe về sử dụng vì thấy rẻ và thích. Nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng xác nhận thầy dạy Ngọc Trinh biểu diễn là Đông đã bị công an quận 8 tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A2 do vi phạm nồng độ cồn trước đó. Tuy nhiên, người thầy này vẫn vì đam mê và dạy người mẫu Ngọc Trinh biểu diễn xe mô tô để câu like. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi của Ngọc Trinh và thầy giáo Đông như trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời cho tổ chức quay phim biên tập lại rồi đăng tải các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt tạm giam Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can bắt tạm giam Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Riêng với những trợ lý giúp sức cho người mẫu Ngọc Trinh và Đông, công an đang củng cố hồ sơ làm rõ từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.